nghĩ giả sử nha, giả sử thôi, nếu mà cái trường này nó bị hạ cấp rồi mà không còn tốt nữa thì có thể cho là chuyển, thì chỉ đã đi thuê nhờ khoảng 1 đến 3 năm để xây dựng cái trường mới thì nói chung là dân đi nhất trí. Nhưng mà thuê 30 năm đấy, thuê 30 năm mà lại chuyển sang một cái nơi mới xây dựng trường, mà cái địa điểm coi như là cây cối các thứ để tặng con cái đi học hành nó mát mẻ, cái thứ là không có, sân vui chơi thì cũng hẹp chật hẹp, mà hai đường xá giao thông đi lại rất khó khăn, rất phức tạp. Và đặc biệt là cái công tác mà trật tự an ninh ấy, bên đấy là cái số học sinh nói chung là nói trường dân lập thì nó hơi phức tạp. Khi trường quốc lập thì sang bên mà học ấy thì tất nhiên là nó sẽ xảy ra nhiều vấn đề.